mà có mùa, về cả sông lúa người ta xin như trường bầu. Thank you.
回忆。Thank you.
nguyện thỉnh pháp âm tuy
Thank you.
tuệ thương
cúng dỗ niên chính nhà nguyệt thập ngũ đất nam định tình nhà lao thủy huyền quốc năm thị trấn tổ dân phố lâm hoa khu trấn tộc thừa trắng tôn trấn văn hiệp trưởng tộc trấn văn loan cũng trấn tộc nội yết nê cao kỷ thiêng tính linh như tại tổ đường cầu an nệ đất cao nệ đã cũng gì cáo tăng tổ kháo ti tiểu táo phu tiên kỳ ngã thủy tổ hiến tăng khao ti kế thế thừa tiên nhân hậu rất mạnh công đức bất hoan tự giá xuống sinh dẫn thủy điểm tùy niệm tiên tôn thân nam thông yết lễ quý thiên ngưỡng vọng tính linh như tại tổ đường giám tự phí bác sơ thuyền nếu hương thiên biến đẹp biến tùy phúc ấm lâm viên sinh sắc đủ thiên nhiên quyền lý con cháu quý thưa rằng vâng nhất nguyệt mười phương rằng vâng đừng tổ tông muôn thế sang người đơn trong phúc ấm nỗi đời để tổ tổ ngữ tại nơi tư vương để con cháu nữa hương phận sự vạn năm sau xuân tự lu thương ơn dày con cháu vẫn mang cho con trong họ ngàn năm phụng thờ kính thiết lễ triều đình tiên tổ rước văn về để tổ mừng xuân mừng nay xuân tuyết vừa sang gần sang tu hội họ hàng đông vui ơn trời đất cao dày che chở ơn tổ tiên phù hộ độ xuân nay vừa tuyết đời nối đời đông họ đông chi cây cao bóng cá xum xuê na rơi về cội người về tổ tông vạn năm sau nối dòng mãi mãi ai trồng cây cho ta hay quá ngon vậy nên dạy cháu kiên con no bề tổ trách giữ tròn gia thành trong gia đình trên đình dưới thuận trong họ hàng đường bách ngãi tai hòa xuân về thăm chỗ muôn hoa non sông gặp hội âu ca thái bình nay xưa lễ cung nghinh tiên tổ chư ninh chư tiên ninh ngữ tai tư đường ta chiêu hữu mục theo hàng ánh ninh hội tụ khói nhang phụng thờ
thắp nén hương tuy đơn sơ nẻ nhỏ, chín tổ tiên thâu tỏ năng thành, nguyện cầu tiên tổ anh linh phù con giúp cháu vạn niên lâu dài. Kính gặp mà đường niên thiên quan thánh thân bị thiên, kính cấp đường cai ban xưa long mạch nhà trí đức tôn thân vĩ tiên, kính cấp mà bán tóc lịch đại thượng thủy hiên tăng kháo tổ tổ tỷ vĩ vĩ tỷ cụ cụ tỷ ông và phụ mẫu thúc báo đệ cố nhi tí muội biết bị tham vọng nam nữ chữ linh đóng nai phụ hướng nay cần cấp thượng hướng Bye.
Hiến trà quán
toàn bộ trai râu gái đẻ. Hôm nay 10 năm tháng riêng năm Đinh Dậu, con cháu họ Trần có lòng dâng lên tổ nén hương chén rượu. Tôi đang hầu hạ tổ, tổ sai tôi ra chúc đại con cháu, vậy thì con cháu ăn nặng mà nghe. Tổ chúc rằng các con các cháu trong dòng tộc mấy câu như sau: tổ khảo mạch công chúc, thừa tí đa phúc vô cương, ư nhữ hiếu tôn, nay nhữ hiếu tôn, nghi thiên vu giá vi điển, mi thọ vĩnh niên. Có nghĩa là tổ chúc cho bốn đấng trai râu gái rể già mạnh khỏe, trẻ bình an, nhân khang vật thịnh. Chỗ này căn dặn rằng con cháu họ Trần ở mọi phương, dù có làm quan to đến đâu cũng phải nghĩ là mình ở cội nguồn nào mà ra. Anh em con cháu trong họ Trần đoàn kết một lòng, có như vậy thì cốc mới chắc, ngọn với bền, cành lá mới được xum xuê xanh tốt đời đời. Thôi, tổ dặn như vậy, tôi vào hầu hạ tổ, con cháu còn nghỉ. Thank you.
Về thiết nạp phía chỗ sân nhà bà đến đề nghị các bác các chú đôn đốc.